Bơm. Dạ. Làm sao mà sáng ngày ra đã ho hắng nhiều thế, mệt hả? Sao thế? Mấy hôm nay em thấy người nó mệt lắm. Được rồi, để tôi xem nào. Ăn miệng ra. Ăn ngon. Đốm lưỡi rồi. Mắt à. Trắng quá. Ốm rồi. Có phải lấy dây tai quá không? Chú ốm rồi. Bị bệnh rồi. Em cũng nghĩ như thế. Ừ. Thảo nào người mệt lắm. Nhưng mà chẳng biết nó bị bệnh gì. Nguyên nhân tại sao? Cái kiểu của chú ấy là nó dễ lây vào mấy cái loại bệnh như thế này này. Thứ nhất là bệnh do thời tiết. Thứ hai là rối loạn tiền đình. Thứ ba là đau thần kinh trung ương. Và thứ tư là chú bị bệnh đấy. Vâng thì em cũng nghĩ như thế. Thế nhưng mà cũng chả biết nó bị bệnh gì và nguyên nhân tại sao nữa. Thì đấy, một là do thời tiết, hai là rối loạn tiền đình, ba là đau thần kinh trung ương, bốn là chú bị bệnh rồi đấy. Bác toàn cho em đọc báo cũ đấy. Nghe bác nói em sắp rối loạn thần kinh rồi. Nhưng mà tôi khẳng định là chú ốm rồi đấy, phải đi khám đi. Này, cái bệnh xoàng xoàng thì không sao, chứ để bệnh trọng là nguy hiểm lắm. Đi khám ngay đi. Em cũng biết là như thế, nhưng mà em ngại đi khám lắm. Gom vào viện người thì đông, chen chúc nhau, đi khám một bệnh khi vào đấy chen nhau lại lây thành bệnh khác. Chú nghĩ thế là không được. Bây giờ các bệnh viện đều quá tải. Đấy, trạm xá cũng đông. Bây giờ thế này, tốt nhất là chú này, theo tôi sẽ dẫn chú đến. Khám là không phải chen chúc, không phải xô đẩy ai cả. Đi theo tôi, phải khám ngay mới được. Có tốn tiền không? Cái đấy thì phải tính đã. Nào, đi, nhanh lên. Ô thì đi luôn à? Chú vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Chào anh. Vâng, chào hai bác. Anh cho hỏi là bác sĩ Thịnh có nhà không ạ? Ôi, tránh ra bên kia chứ. Em xin lỗi. Bác sĩ Thịnh đi vắng, có vấn đề gì không? Thôi, thôi, thôi. Thế thôi, đợi bác ấy về thì... Này! Bác sĩ Thịnh đi vắng còn bác sĩ khác. Đã vào đây thì không có người này khám thì người kia khám chứ. Nhưng mà bọn tôi muốn gặp bác sĩ Thịnh, có chú em đây mệt mấy ngày hôm nay rồi. Bây giờ không có bác sĩ Thịnh thì ai khám cho? Yên tâm. Vào đây, vào đây, vào đây. Nào. Không có bác sĩ này khám thì bác sĩ kia khám, tôi khám được. Vào là thuốc mà không có bác sĩ thì đứng đây làm gì? Ôi hay quá. Thế tiền anh, mọi lần tôi vẫn đến đây chỉ có bác sĩ Thịnh thôi. Thế thì hôm nay bác sĩ Thịnh không có nhà, bác xem cho chú ý xem thế nào. Mấy hôm nay mệt quá. Vâng. Thế mấy hôm nay mệt hả? Vâng. Thế nói với anh thế này là mấy ngày hôm nay rồi là tôi thấy trong người nó rất mệt. Mà nó... Tôi chết tôi rồi. Phải đi khám ngay. Tôi nói cho anh biết nhé, bây giờ có những cái bệnh lạ lắm, sáng mắc chiều chết luôn. Chồng mắc vợ chết luôn. Chết nguy hiểm thế à? Bệnh gì mà kinh thế ạ? Này, thế có cái loại bệnh nào mà nhỡ hàng xóm mắc mình có chết không? Chết ngay. Ôi, chết luôn. Ui giời. Nếu mà mình không đi khám. À đấy, vấn đề là đi khám kịp thời. Chính vì thế cho nên tôi phải bảo chú ấy đến đây ngay đấy. Bác sĩ xem hộ cái, bác sĩ xem hộ cái. Bác khám hộ cái. Thế bây giờ anh thì mô tả kỹ triệu chứng của anh nghe xem. Vâng, cái triệu chứng của tôi tức là tôi thấy trong người nó rất mệt. Ăn không ngon. Cứ ăn vào là nó lại nôn ra. Mà nôn ra xong lại phải ăn vào. Ôi trời, nó. Vâng đấy. Thế thì mất vệ sinh quá. Thế thì nguy hiểm quá. Cộng hơn nữa là là cộng với cả đau bụng. Đau bụng à? Vâng, nó cứ nhâm nhẩm đau theo cái kiểu nó giống như là giống như kiểu phụ nữ người ta. Thôi. Vâng đấy. Tôi biết rồi. Các bác dạo này trình bày kinh quá. Đau bụng đúng không? Dạ vâng. Thế vạch áo lên để khám cho mặt. Kéo áo lên chú ấy xem. Hay này các bác này. Đau bụng thì vạch lưng làm gì? Tưởng là vạch áo cho người xem lưng ạ. Trời ơi, khẩn trương lên cho bác sĩ xem. Chỗ này có đau không? Bụng đây. Đau. Tôi biết chứ. Chỗ này có đau không? Không. Bên này có đau không? Không. Trên này có đau không? Dạ không ạ. Quay chỗ nào cũng đau à? Bây giờ đã đau chưa? Hả? Đã đau chưa? Đau chưa? Bây giờ thì đau rồi ạ. Đấy, tôi biết ngay mà. Các triệu chứng của anh cộng với những cơn đau dữ dội đột ngột như thế, anh là mắc cái bệnh gọi là Efferan. Trời ơi, tôi chết. Tôi chỉ nghe thấy bảo là có cái thuốc Efferan thôi chứ làm gì có. Đấy là từ chuyên ngành.
Thế ý tôi muốn nói tức là anh bị bệnh gan, viêm gan siêu vi C. Bệnh nặng lắm đấy. Mày chưa, tôi bảo chú đi kịp thời, bệnh trọng là rất nguy hiểm. Mày quá, hôm nay lại gặp được bác sĩ chuyên khoa như thế này, phúc đức quá còn gì nữa. Dạ, mong bác sĩ... Sao thế ạ? Anh vừa bảo tôi là... Là cái gì ạ? Dạ, tôi bảo chú ấy là phúc đức quá, gặp được bác sĩ chuyên khoa. Không phải, tôi không phải là bác sĩ. Ô anh, thế anh là ai? Ông không phải là bác sĩ mà tại sao lúc ông khám như là... Nhưng mà tôi lại có tí chuyên khoa. Chuyên khoa gì? Tôi không phải là bác sĩ, nhưng mà tôi bác sĩ cũng là một, gọi là đôi bạn cùng tiến. Tóm lại, ông là cái gì? Thì tôi là trình dược viên. Trình dược viên là cái gì? Dược sĩ không phải, bác sĩ không phải. Trình dược viên, à tôi hiểu rồi. Thế hóa ra là anh này là cái anh bán thuốc thuê cho cái ông dược sĩ ở đây, có đúng không? Ui trời, bác này quả thật là hiểu nhiều biết rộng. Này, thế tôi hỏi ông không phải là dược sĩ, thế mà ông dám đứng đây ông bán thuốc à? Hả? Thì tôi hỏi anh nhé. Bán thuốc là chỉ làm sao? Người ta vào người ta vẫn gọi tôi là dược sĩ đấy. Có ai thắc mắc như các bác đâu. Tôi hỏi ông nhé, ông không phải là dược sĩ mà ông đứng ông bán thuốc thì đã bao giờ ông bán nhầm thuốc chưa? Chuyện thường xuyên. Thì bán nhầm thế để chết cho con nhà người ta. Không, hai bác phải nghe nó ngoạn ngành đó. Ngày xưa hồi mới đứng bán thì cũng nhầm thường xuyên ý, nhưng bán lâu rồi, bây giờ kinh nghiệm rồi, vào nhìn bác nhá, ngửi phát là biết ngay là bệnh gì và thuốc ở đâu đấy. Bác đứng đi, tôi lấy thuốc cho bác. Ui giời, quá đơn giản. Đây, thuốc của bác đây. Đây là thuốc của bác này. Đánh dầm. Gan này cũng đã. Nhầm tại vì là để cạnh. Đây nhá. Đây mới là thuốc đặc trị. Esanin nhá. Mời anh. Anh uống một cái khỏi ngay. Đây là thuốc đặc trị gan này. Đây là thuốc đặc trị gan. Eganit. Eganit. Dạ. Xin bác 4 triệu. Kìa. Chết, sao thế? Anh vừa bảo bao nhiêu? Bao nhiêu? Bốn gì? 4 triệu á? Vâng. Ok. Đi về. Sao từ họ sao ngọt ngành thế, sao cứ cuốn cả lên sao? Quá sao cái gì nữa? Cả người em bán đi không được 4 triệu, bây giờ mua cái hộp thuốc này 4 triệu thì để mà vậy. Kìa, chú không hiểu à, thuốc đặc trị lại được phân phối ở những nhà thuốc đặc quyền, bởi vậy cho nên nó đắt là đúng thôi. Khổ lắm, nhưng mà em biết là thuốc nó đắt, thế nhưng mà em không có tiền. Bây giờ em uống cái hộp thuốc này vào, em chữa được bệnh gan, nhưng mà cả nhà em lại mắc một cái bệnh, tức là bệnh chết đói. Đi về. Về đi đâu bây giờ? Thì bây giờ, thôi em lại chịu khó đi vào bệnh viện xếp hàng, cho nó rẻ. Này, anh vừa bảo gì? Anh tôi vào bệnh viện tôi xếp hàng để mua thuốc cho nó rẻ. Ôi trời, này, ông anh ngồi, ngồi đây không đánh vào bụng nữa đâu nhé. Cứ ngồi xuống đây. Bây giờ vào viện gì? Vào viện để làm gì? Vào viện để khám gì? Chứ sao đấy? Khám xong để làm gì? Mua thuốc đúng không? Cho nó rẻ. Ôi trời, rẻ vào mắt. Nói cho nhanh nhé, tất cả các loại thuốc ở trong bệnh viện đều do tay tôi tuồn thuốc vào. Anh vào đi khám, bác sĩ kê đơn, rồi lại chạy ra tôi để lấy thuốc. Hả? Bây giờ anh mua trực tiếp của tôi. Tôi giảm giá cho. Hả? Bây giờ anh mua ở trong đấy, anh lại phải chiết khấu của bác sĩ. Anh mua ở đây, tôi chiết cho anh, đỡ phải khấu cho bác sĩ. Mà này, tôi nghe nói là các bệnh viện người ta đã cho đấu thầu giá thuốc để cho giá thuốc hạ xuống. Vậy mà tại sao nó cứ đội giá thành lên cao nhỉ? Hai bác còn lơ mơ lắm. Cứ kêu gọi như thế thôi. Nhưng mà các nhà thầu họ bắt tay nhau, họ đẩy giá thuốc lên. Giá thuốc làm sao mà rẻ được? Thế thì chỉ chết những người nghèo như em thôi. Đúng. Người nghèo thì cố gắng mua lấy cái bảo hiểm y tế, để đến lúc nằm viện thì họ đỡ phần thuốc cho. Ôi gớm. Chờ được bảo hiểm người ta giả được cho thì gớm. Hẹn hò 5 lần 7 lượt lên xuống xếp hàng thì cũng ngang bằng đi khám một lần nữa. Mà không hiểu sao giá thuốc thì cao như thế, thế mà bảo hiểm người ta vẫn cứ nai lưng ra để người ta trả, thì người ta không thấy sót tiền à? Ấy chết,
Bảo hiểm người ta có phải trả tiền cho mình đâu. Họ quản lý tiền hộ mình. Tiền là do anh em mình đóng đấy chứ. Bệnh viện thì là bệnh viện của nhà nước. Tiền là tiền của nhân dân. Cho nên chung quy tóm lại là chỉ có thiệt hại nhà nước và thiệt hại nhân dân mà thôi. Nói thẳng với các bác thế này, em cũng thông cảm cho các bác lắm. Ngày xưa ấy, giá thuốc nó cũng rẻ thôi, vì là bọn em là chủ động nhập được thuốc rẻ. Nhưng mà bây giờ cơ chế nó khác rồi. Nhà nước lại cho mấy anh công ty nước ngoài ấy, được quyền là nhập khẩu thuốc vào thị trường của mình. Chính vì thế thì cũng có nhiều mặt hàng hơn, nhiều thuốc đặc trị những bệnh hiểm nghèo hơn. Nhưng mà nó đắt sắt ra miếng. Này, thế nhưng mà tôi thiết nghĩ là phải có một cái cơ quan nào đấy quản lý về cái chuyện giá thuốc. Đúng, chứ cứ để nó tăng vùn vụt như thế để chết dân chúng tôi à? Có, đầy ra đấy. Giờ nào là hội thảo, nào là họp bàn liên miên ra đấy, đầy ra đấy chứ chắc là không có. Có kết quả gì không? Ừ, có kết quả chứ. Kết quả họ đưa ra một cái khẩu hiệu như thế này: quản lý thuốc ấy là một vấn đề nhạy cảm, hết sức nhạy cảm. Nó liên quan đến lĩnh vực kinh tế, xã hội, ở y tế. Mà hơn quan trọng là lĩnh vực kinh tế thôi. Tóm lại có nghĩa là cần phải có sự liên kết giữa các ban ngành đúng không? Câu này tôi nghe quen lắm rồi. Bác biết thì cứ hỏi. Thế bây giờ thì bản thân ông, theo ông nghĩ thì bây giờ có cái biện pháp nào khác nữa? Ừ, phải có cái biện pháp hoặc bây giờ không nhập khẩu nữa chứ. Không nhập khẩu thuốc nữa. Bác cứ hỏi em những cái chuyện vĩ mô. Thiếu thì biện pháp. Ví dụ như là chúng ta phải tích trữ thuốc này, rồi là tăng cường chủ động nhập khẩu thuốc rẻ này, rồi là trồng cây nguyên liệu để sản xuất thuốc nội này. Thôi, thiếu gì biện pháp. Thôi xin ông, gớm. Trồng cây nguyên liệu, tôi nói ông, đất bây giờ người ta toàn là làm dự án là xây chung cư này, xây trung tâm thương mại này, xây sân gôn này, rồi đủ thứ xây. Đến lúa còn chả có đất mà trồng nữa, là trồng thuốc nhà ông. Chính sách là như thế, có thực hiện được không thì nó là tính sau. Còn tóm lại bây giờ tôi nói ví dụ thế này: tôi mua cái hộp thuốc 4 triệu kia của ông chiết khấu cho tôi bao nhiêu phần trăm? Đấy, vòng vo mãi đi vào chung kết như thế thì có phải hay nào? Mày. Tôi nói ví dụ thế. Tính thế nào? Thôi bây giờ có bệnh thì phải chịu khó mà mua thuốc, ví dụ thì làm luôn đi. Bác mua của em một hộp nhá. Rồi. Chiết khấu cho bác 30%. Bác mua 3 hộp, chiết khấu cho bác 45%. Bác mua 10 hộp nhá, tặng cho bác cái điện thoại. Trời ơi. Còn bác mua 100 hộp ấy, kỷ niệm cho bác một chuyến du lịch mà cao. Úi giời ơi. Thôi đi ông ơi, giời ơi, chấm hộp gì mà cao. Tôi đi du lịch, tôi sang bên đấy thì tôi chưa xem được cái nơi đấy nó có những cái địa điểm, địa danh nào. Tôi cứ ngồi một chỗ để tôi bốc, tôi ăn hết cả 100 hộp thuốc của ông ạ. Thôi nhá. Chuyện của cái bác. Tôi chào ông. Ở đấy mà giữ lên 100 hộp thuốc, đây là chuyến du lịch của ông. Ê, ơi, hai bác gì ơi. Kìa, còn thuốc rẻ hơn nhưng mà giá cả còn thương lượng được nữa kìa.